Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm Made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Lily, Bạch Ngọc, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Thế giới của Đài Việt Pha TV Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 9, bắt đầu tất cả các em học sinh sẽ tụ trường. Trong 2 năm vừa rồi thì chúng ta bị ảnh hưởng do Covid-19, nên thường thì 2 năm vừa rồi thì các em không có được khai giảng trực tiếp. Và bắt đầu năm nay thì năm 2022-2023, khoảng 23 triệu học sinh của chúng ta đã được dự lễ khai giảng trực tiếp. Kính thưa quý vị, là sau những cái năm đại dịch Covid-19 vừa rồi thì chúng ta thấy là ngay bây giờ thì các cái địa phương đã đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 cho theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nhà trường đã lên kế hoạch cái khai giảng rất là gọn nhẹ hơn, tạo cái không khí nó vui vẻ và phấn khởi cho các em học sinh sau 2 năm đại dịch vừa rồi, đúng không chị Lily? Vâng, thế là các em học sinh là những người vui nhất vì được khai giảng trực tiếp, chứ 2 năm trước là khai giảng nhìn qua màn hình. Đúng rồi. Nhìn thấy cô, nhìn bạn bè qua màn hình và thực tế mình chỉ đứng chào cờ ở nhà một mình thôi. Dạ đúng rồi, năm nay thì không khí được vui nhộn hơn rất là nhiều. Chúng ta đã bắt đầu tụ trường gặp gỡ nhau với học trò, thầy cô giáo thì trong cái không khí rất là hân hoan trong cái buổi khai giảng 5 tháng 9 ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Vâng, và ngày khai giảng hôm nay mùng 5 tháng 9 tức là cũng là ngày khai giảng truyền thống từ trước đến nay của các em học sinh ở Việt Nam. Tuy nhiên lâu nay thì rất nhiều trường cũng đã thực hiện khai giảng sớm, tức là từ đầu tháng 8 hoặc giữa tháng 8. Và rất nhiều trường cũng lấy lý do là khai giảng sớm lên một chút thì để có thêm thời gian để dạy các em cho nó kịp cái chương trình giảng dạy. Rõ ràng là ngày khai giảng là ngày vui của các em học sinh, nhưng mà ngược lại thì lại là nỗi lo của các bậc phụ huynh, các gia đình đang có con em đi học. Bởi vì đầu năm bao giờ là cũng kèm theo những cái khoản đóng góp rất là lớn. Mà những cái gia đình ở nông thôn chẳng hạn mà có cái thu nhập mà rất là hạn chế thôi, thì mới với khoản đầu năm mà đóng khoảng 5 triệu, 8 triệu đồng một lúc thì đối với họ quả là rất khó khăn. Rất nhiều khó khăn và áp lực cho tất cả các cái phụ huynh, mà không chỉ phải là ở cái vùng sâu xa, kể cả những cái vùng thị thành đó cũng là những cái áp lực cho họ trong những cái đầu năm mới mà họ phải chi phí, họ trang trải rất là nhiều cái vật dụng trang thiết bị cho con em mình để chuẩn bị vào năm học mới, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì một nhóm sinh viên của trường Đại học Đà Nẵng thì cũng vừa sáng chế ra một cái loại thùng rác thông minh có thể tự động khử khuẩn, báo đầy và dễ dàng quản lý trên điện thoại di động của người chủ. Sản phẩm này do các sinh viên phát triển với mong muốn là quản lý rác thải tại các cái khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhằm giảm rác thải tồn đọng hay là ngăn nguy cơ bị lây nhiễm chéo từ rác thải. Mà phiên bản mới nhất là có dung tích là 60 lít và làm bằng vật liệu hợp kim nhôm nhựa
tức là thay thế cái thùng rác nhựa ở các phiên bản trước, giúp sản phẩm vừa nhẹ nhưng lại có cái độ cứng cáp và có cái bảo vệ linh kiện điện tử trong cái điều kiện thời tiết kể cả mưa hay là nắng gió. Và thùng rác thì sử dụng các cái tấm pin mặt trời khoảng từ 7 đến 9 V, cung cấp năng lượng cho các cái thiết bị điện tử, thân thiện môi trường và dễ dàng di chuyển nhiều nơi. Và bên trong thùng rác thì được lắp những cái cảm biến siêu âm cạnh đèn UVC, bởi vì khi rác đầy thì các cái cảm biến siêu âm này gửi tín hiệu tới người sử dụng, thậm chí là bằng một cái app trên điện thoại di động để người quản lý có thể biết rác đầy để đến thu gom. Ngoài ra, đèn UVC cũng sẽ tự động phun khử khuẩn, ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 và đồng thời cũng giúp giảm mùi hôi từ rác thải ra môi trường xung quanh. Rất là đáng khen thưa quý vị. Những cái phát minh này của tất cả các em sinh viên nó rất là đáng khen và chúng ta rất là đáng khích lệ cho các em. Và theo đó thì các em cũng có những cái sáng kiến mới, giống như bây giờ mình đang thiết kế những cái thùng rác đó là bây giờ mình sẽ phải đặt nó ở những cái khu nào, những cái vị trí nào để cho nó phù hợp, tại vì thực sự ra mà nói cũng phải cần có cái chế độ bảo vệ an toàn cho cái thùng rác của mình. Để tránh những cái trường hợp chúng ta phải nói là sẽ bị mất cắp, thì không biết là các em sẽ đặt để ở như thế nào và những chỗ nào để cho mình đảm bảo được những cái thùng rác đó ha chị Lily ha? Bây giờ thì mới là đang giai đoạn thử nghiệm, vì các em học sinh thì không có tiền để đầu tư mà sản xuất được nhiều, cho nên là mới chỉ là làm thử nghiệm và có thể đặt trong khuôn viên trường để trước hết là các sinh viên để tự thực hiện mà đổ rác vào những cái thùng rác thông minh thế. Và chắc chắn là sẽ có những cái công ty thấy những cái sản phẩm thông minh và tiện dụng như vậy sẽ đầu tư để sản xuất đại trà và bán ra thị trường. Mà có thể chủ yếu sẽ là các cái công viên hay các cái công ty mà có đông, các khu công nghiệp mà có đông công nhân, thì việc sử dụng như vậy cũng rất tiện lợi mà tránh lây nhiễm được ô nhiễm môi trường, vừa tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. Rất là tuyệt vời, rất là đáng khích lệ và rất là đáng khen. Bạch Ngọc cảm thấy là thật sự là các em sinh viên chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái tiến bộ. Và thật sự là mình cảm thấy là các em đã cố gắng rất là nhiều. Và bên cạnh đó, giống như chị Lily vừa nói, là những cái đó bây giờ là đang thử nghiệm. Các em đang thử nghiệm và đang đặt để ở những nơi, cái khu du lịch, những nơi công cộng hoặc những cái khu giải trí nào đó. Ở đó thì sẽ có những cái các cái anh hoặc là những cái người ta sẽ bảo vệ để cho tránh được những cái tình trạng là những cái thùng rác mà các em vừa mới phát minh ra thì nó sẽ bị mất cấp. Thì đây là một trong những cái chương trình rất hay để vừa sắp phát minh ra và vừa cũng để bảo vệ cái chiếc thùng rác thông minh của các em. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, như lúc nãy trong chương trình Điểm báo Âu Châu thì chúng tôi cũng có nêu một cái thông tin, đó là vào ngày mai thứ ba thì Ngân hàng Chữ Kim của Úc sẽ có cái cuộc họp thường kỳ và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng lãi suất mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, những cái thông tin mà chúng tôi nhận thấy ngày hôm nay thì cho thấy là không chỉ ở Úc Châu mà hàng loạt ngân hàng dự trữ, tức là ngân hàng trung ương ở các nước cũng đồng loạt sẽ gia tăng lãi suất trong tháng này. Cụ thể, một số giới phân tích thì còn dự báo là người dân khu vực ở Liên minh châu Âu cũng sẽ phải đối diện với mùa đông ảm đạm khi mà giá năng lượng leo thang. Còn châu Á, Trung Quốc thì vẫn gặp nhiều khó khăn do chính sách Zero Covid-19 và cuộc khủng hoảng từ thị trường bất động sản. Và do vậy mà Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB và Ngân hàng Trung ương của Anh thì đang dự kiến sẽ có đợt điều chỉnh lãi suất lần nữa vào tháng 9 này, sau khi mà số liệu CPI của Liên minh châu Âu không mấy khả quan, khi mà tức là cái chỉ số giá tiêu dùng ở châu Âu hiện nay cũng đã lên tới là 9.8%. Trong khi đó thì tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì Fed cũng đang để ngỏ khả năng là ngân hàng cũng sẽ tiếp tục gia tăng lãi suất thêm 0.75% điểm nữa trong thời gian tới nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát đang gia tăng ở Mỹ, hiện nay cũng đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Kính thưa quý vị, lạm phát là một cái nỗi ám ảnh của người dân toàn cầu, không chỉ ở một cái quốc gia nào hết, mà hiện tại thì hầu như tất cả các quốc gia của chúng ta đang ở trong cái tình trạng như thế này. Và cái lạm phát, cái đồng euro á, thì bây giờ nó đang đạt ở một cái kỷ lục mới trong cái tháng 8 này là 9.1%. Theo số liệu nhanh từ cơ quan thống kê châu Âu, Eurostat, thì khi đó thì giá, trong khi đó cái giá đồng đô USD của chúng ta nó tăng lên cao nhất trong vòng 20 năm vừa qua, thưa quý vị.
Vâng, còn về đại dịch COVID-19 trên toàn cầu thì có một cái thông tin cũng khá tích cực. Đó là mặc dù thì chúng ta vẫn biết hiện nay là các cái chủng nhiễm mới của cái chủng Omicron hiện nay vẫn tiếp tục phát triển, và nhiều chuyên gia cũng cảnh báo là sẽ tiếp tục còn những cái biến thể mới sẽ xuất hiện trong cái những tháng tới. Tuy nhiên, những cái chương trình nghiên cứu mới cho thấy thì mặc dù là có một cái đợt bùng phát dịch COVID-19 vào mùa thu đông năm nay, nhưng mà cũng sẽ không nghiêm trọng như 2 năm vừa qua. Và các chuyên gia cũng đã vẽ ra rất nhiều những cái kịch bản về một đại dịch COVID-19 sắp tới. Chẳng hạn như họ cũng dự đoán là số ca nhập viện cũng sẽ ổn định hơn hoặc sẽ tiếp tục giảm vào mùa thu, tức là cuối năm nay. Và số ca nhiễm cũng có thể có xu hướng gia tăng vì sự lưu hành của cái biến chủng mới. Vì thường các cái biến chủng mới thì thường gây lây lan mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nhưng hiện nay đã có những cái biện pháp như là tiêm phòng vaccine, với cái việc mà tiêm phòng nhắc lại hay là tiêm các cái mũi tăng cường, hay là khả năng miễn dịch của người dân cũng đã có thể cũng sẽ ngăn ngừa virus bùng phát mạnh hay là khiến nhiều người phải trở nặng hay phải nhập viện hơn nữa trong những cái đợt dịch bùng phát tới. Vâng, kính thưa quý vị, chị Lily vừa thông báo, vừa trao đổi qua với thông tin vừa rồi chúng ta về dịch COVID-19, thì hiện tại thì tình hình theo mình thấy thì tương đối nó cũng giảm hạ. Vâng. Cũng không có đến nỗi nào mà mình quá lo lắng. Vâng. Thì cũng nhờ những cái mũi booster vaccine thì chúng ta cố gắng để phòng chống những cái dịch đó, những cái bệnh nó lây lan tràn như vậy, thì chúng ta cố gắng chúng ta đi theo cái quy trình là mình chích thêm cái mũi booster. Vâng, và bây giờ mình chuyển qua một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý, kính thưa quý vị, là chúng ta rất là đang hân hoan và chào đón tân thủ tướng mới của Anh. Vào ngày 5 tháng 9, ngày hôm nay, Anh sẽ có thủ tướng mới sau khi đảng bảo thủ cầm quyền công bố kết quả phiếu bầu lãnh đạo đối với hai ứng cử viên là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Với Ngoại trưởng Liz Truss thì là ứng viên dẫn đầu trong cuộc đua với số 10 của phố Downing. Trước đó thì Thủ tướng Boris Johnson hôm ngày 7 tháng 7 vừa qua đã tuyên bố từ chức sau cái áp lực từ công luận và nội bộ của đảng bảo thủ liên quan đến tất cả các vấn đề bê bối trong cái thời gian đại dịch COVID-19 vừa rồi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì đang là giờ của Úc Châu, và để chúng ta biết được là nước Anh có thủ tướng mới thì sẽ phải chờ đến ngày mai. Và bất cứ ai sẽ trở thành thủ tướng mới của nước Anh thì tân thủ tướng sẽ phải đối mặt với một loạt những cái thách thức ngay cả khi mới bước chân vào căn nhà số 10 ở phố Downing, khi mà xứ sủ sương mù hiện nay cũng đang rơi vào cái quãng thời gian được cho là biến động nhất trong cái thời kỳ lịch sử hiện đại. Bởi đó là cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt tăng cao và tài chính công thì suy yếu, và những cuộc đình công cũng vẫn đang nổ ra trên khắp nước Anh và gây đau đầu trong rất nhiều vấn đề liên quan đến những cái chính sách đối ngoại mà nước Anh đang phải đối diện, chẳng hạn như là cái cuộc chiến hiện nay ở Ukraine do Nga phát động, hay là các hậu quả cần giải quyết từ cái chương trình hậu Brexit, tức là việc Anh từ giã Liên minh châu Âu. Về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt thì người kế nhiệm ông Boris Johnson sẽ phải vật lộn với cái tình trạng khủng hoảng kinh tế được cho là tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và về việc hóa đơn năng lượng tiếp tục tăng cao, lạm phát ở mức hiện nay cũng đã ở 2 con số, và lãi suất thế chấp ngân hàng gia tăng, và người ta cũng đang lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế có thể sẽ xảy ra ở Anh, và khiến công chúng Anh cũng đang rất mong chờ có một gói giải cứu mới từ chính phủ mới của nước Anh. Hiện nay thì hóa đơn năng lượng của Anh đã tăng từ gần 2.000 bảng lên tới trên 3.500 bảng, và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong năm tới 2023. Và các tổ chức hiện nay đang cảnh báo nếu mà thủ tướng mới của Anh mà không có những cái gói hỗ trợ cho người dân, bởi vì người dân sẽ phải chi rất nhiều tiền cho cái hóa đơn năng lượng, đặc biệt vào mùa đông sắp tới, thì sẽ không lấy được sự tín nhiệm của người dân. Và chắc chắn mà khi mà không có sự tín nhiệm của người dân thì thủ tướng mới sẽ tiếp tục lại mất tín nhiệm trong chính đảng bảo thủ cầm quyền, và việc mà điều hành chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí cái thời gian cầm quyền có thể không kéo dài. Chính xác.
Chính xác thưa Lily và kính thưa quý vị, cũng không phải là rối ren chỉ một mình ở nước Anh mà cũng rất là nhiều nước khác đang trong cái tình trạng rối ren. Nhưng mà tại vì là hiện tại bây giờ nước Anh đang trong cái thời kỳ là chúng ta đang có một tân thủ tướng, cho nên cái vị tân thủ tướng này sẽ bị chịu rất rất nhiều áp lực trước mắt. Và cũng như là cái chịu áp lực đó của nước Anh thì hầu như là chúng ta vẫn cố gắng, chúng ta vẫn đang mong chờ những cái gì nó phát triển nó sẽ tốt đẹp hơn ở phía trước, đúng không quý vị? Không phải chỉ những là những người như chúng ta mà phải là những người dân Anh vẫn người ta đang mong chờ một cái kết quả tốt đẹp hơn với một vị tân thủ tướng, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ đến một cái vấn đề nữa thưa chị Lily là chúng ta sẽ bàn về một cái nước mới nữa là Sri Lanka đang có một cái thông tin rất 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 là quan trọng để quý vị. Cựu thủ tướng cựu tổng thống Sri Lanka sẽ về nước sau nhiều tuần tháo chạy từ nước ngoài, thưa quý vị. Và cái đề tài này kính thưa chị Lily là mong chị Lily sẽ truyền tải cho quý vị chúng ta là thông tin nội dung nó sẽ như thế nào, thưa chị Lily. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hẳn chúng ta còn nhớ là vào hồi tháng 7 vừa qua thì sau khi mà ở Sri Lanka xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính khiến cho đời sống người dân rất là khó khăn, cho nên mà người dân đã nổi lên là tiến hành các cái cuộc biểu tình bạo loạn, thậm chí xông vào các cái phủ thủ tướng hay phủ tổng thống đốt phá, và do vậy mà tổng thống Sri Lanka đã phải tháo chạy. Ban đầu thì ông ra sân bay để xuất cảnh đi ra nước khác, nhưng mà bị các cái nhân viên hải quan ở sân bay từ chối đóng dấu vào cái hộ chiếu, do vậy ông không xuất cảnh được. Tuy nhiên có một cái cơ sở hải quân đã giúp ông rời được Sri Lanka và ông đã đi sang Maldives, nhưng ở Maldives ông lại vấp phải sự phản đối của chính người dân Sri Lanka sống ở Maldives. Do vậy ông đã xin tạm thời bay đến Singapore. Tất nhiên Singapore thì chỉ có thể tạm thời cấp một cái thị thực trong vòng 14 ngày cho những khách bình thường đến lưu trú dạng du lịch mà thôi. Tất nhiên sau tại đó thì ông cũng đã nộp đơn về Sri Lanka để xin từ chức cái tổng thống của mình. Và sau 14 ngày thì ông lại tiếp tục xin được Singapore cho gia hạn thêm 14 ngày nữa. Và tất nhiên ông chỉ được một lần gia hạn thôi, là tổng thống cộng là ông ở Singapore 28 ngày. Và sau 28 ngày thì không còn được quyền tiếp tục gia hạn nữa, thì ông đã tìm cách là xin sang Thái Lan và thêm một lần nước nữa. Tất nhiên ở Thái Lan thì ông được quyền cư trú tới 90 ngày. Và ông cũng nói rằng là ông không có ý định xin tị nạn ở một quốc gia nào khác, mà chỉ gọi là tạm thời lánh nạn trong cái bối cảnh mà ở đất nước đang xảy ra bạo loạn như vậy, tức là nguy hiểm đến cái tính mạng của bản thân mình. Và đúng là thông tin như chị Bảo Ngọc vừa đưa, tức là ông đã lại trở về nước từ chính Thái Lan. Nhưng mà trong cái cuộc mà tháo chạy như vậy thì trong cái visa của ông vẫn xin đó là một cái visa ngoại giao. Vâng, ngoại giao. Kính thưa quý vị, vì ông là người đứng đầu của nước Sri Lanka. Ông vẫn trải qua ba nước như vậy, nhưng cái visa của ông là vẫn xin là cái visa ngoại giao, kính thưa quý vị. Và người dân của Sri Lanka đã không đồng tình với lại cựu tổng thống này, và họ có những cái cáo buộc, những cái chỉ trích rất lớn đối với cựu tổng thống này do những cái sai lầm hàng loạt dẫn tới những cái suy thoái kinh tế, rồi làm lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt. Thì đó là những cái nguyên nhân làm cho người dân của Sri Lanka người ta rất là bức xúc, kính thưa quý vị. Và một thông tin nữa, chúng ta sẽ chuyển qua một cái đất nước mới là cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư lớn nhất Ấn Độ vừa qua đời vì tai nạn ô tô. Một thông tin không mấy gì làm khả quan, không, một thông tin thật sự là rất là buồn, rất là đáng buồn khi chúng ta nghe một cái thông tin như thế này, kính thưa quý vị. Và vị tỷ phú này đã, chúng ta thấy là Mistry, ông tỷ phú Cyrus Mistry, cựu chủ tịch của tập đoàn Tata Sons, ông đã qua đời trong một cái vụ tai nạn ô tô ở Mumbai chiều ngày 4 tháng 9 vừa rồi, thì chị Lily. Và trong cái thông tin này thì chị Lily sẽ truyền tải cái nội dung trong cái vụ tai nạn ô tô cho quý vị được biết rõ cái nội dung. Vâng, bình thường là một vụ tai nạn là mất đi một cái con người thì tất nhiên rõ ràng là một cái thông tin rất là buồn. Rất buồn, vâng, thưa quý vị. Tuy nhiên ông này lại là một cái vị tỷ phú rất lớn và có là ông chủ của một cái tập đoàn Tata nổi tiếng ở Ấn Độ. Và do vậy mà việc ông ra đi cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như thị trường tài chính của Ấn Độ. Mà ngay như Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi cũng đã gọi sự ra đi của ông Mistry là không đúng lúc và là tổn thất rất lớn đối với giới thương mại và công nghiệp của Ấn Độ. Bởi vì sự ra đi của ông Mistry cũng là một cú sốc lớn đối với bản thân gia tộc
tộc của ông. Khi mà trước đó thì ông bố của ông cũng vừa mới qua đời hồi tháng 6 ở tuổi thọ là 93 tuổi. Và hiện nay gia tộc Mistry là đang nắm giữ 18.5% cổ phần trong cái tập đoàn Tata Sons, tức là tập đoàn đầu tư lớn nhất của Ấn Độ, hiện nay có trụ sở tại trung tâm tài chính Mumbai. Kính thưa quý vị, thật sự đúng là một cái sự ra đi, một cái sự mất mát lớn và một cái sự ra đi không đúng lúc là một cái tổn thương rất lớn đối với cái giới thương mại và công nghiệp, đúng không chị Lily, đối với cái đất nước Ấn Độ nữa. Và cái sự ra đi của ông thật sự là một cái cú sốc rất là lớn khi mà ông bố của ông cũng vừa mới qua đời thôi, thì đó là một trong hai cái nỗi sốc và cái nỗi rất là đáng buồn của người dân Ấn Độ. Và kính thưa quý vị, chúng ta lại nghe thêm một cái phần tin tức nữa không có mấy gì làm vui lắm, là khi chúng ta cũng nghe, không biết là chị Lily đã từng nghe ra các cái thông tin là mình thường có những cái vụ ở bên Mỹ có những vụ xả súng hàng loạt. Thì bây giờ chúng ta thấy ở Canada lại đâm dao hàng loạt. Đây là một trong những cái vụ xả súng hoặc là đâm dao hàng loạt như thế này thì nó làm cho người dân chúng ta rất là đổi hoang mang và lo sợ, kính thưa quý vị. Và trên đây thì chúng ta sẽ nghe một số cái thông tin chi tiết mà chị Lily sẽ trao đổi với chúng ta, là cái vụ mà Bạch Ngọc cũng nghe qua cũng rất là kinh hoàng là đâm dao hàng loạt ở Canada, kính thưa chị Lily. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vụ đâm dao này thì xảy ra tới 13 địa điểm ở một cái tỉnh của Canada, khiến tới 10 người thiệt mạng và cũng hàng chục người khác bị thương. Những cái thông tin điều tra sơ bộ cho thấy thì thủ phạm thì có rất nhiều thủ phạm và hiện nay cảnh sát cũng đang tiếp tục truy lùng. Tuy nhiên thủ phạm có thể nhằm vào một số người thôi, thế nhưng mà vô tình cũng thế nhắm vào cả những người dân vô tội chung quanh. Và vụ việc này cũng không phải là những cái vụ việc hiếm xảy ra ở Canada, mà thực tế thời gian qua ở Canada cũng thường xuyên xảy ra những cái vụ giết người làm nhiều người bị thương vong như vậy. Ngay như hồi tháng 4 năm 2020 thì một tay súng cũng đóng giả cảnh sát xả súng khiến cho tới 16 người thiệt mạng. Và hay là hồi tháng 7 năm 2018 thì một tay súng ngẫu nhiên cũng tấn công mọi người khi đang đi trên đường ở ngay thành phố Toronto và bắn chết 2 người và cũng khiến 13 người nữa bị thương rồi tự sát. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào ngày mai. Bạch Ngọc xin trân trọng kính chào.